Bạn Nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Chào bạn, bạn tên là gì? Em xin giới thiệu là em là Trần Hữu Hùng, hôm nay là 31 tuổi. 31, làm nghề gì bạn? Em làm quản lý một công ty bất động sản đó. Rồi, mình sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hảo, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng cung ứng vật tư ở công ty Century PepsiCo Việt Nam. Hả? Quê em ở đâu? Dạ, nhà em ở đây, nguyên quán ở Quảng Nam. Em có những cái sở trường gì không? Sở trường của em thì vui vẻ, tính hòa đồng, cũng thích mấy hoạt động ngoài trời, ví dụ như bạn bè, học hành, cà phê, cà pháo, đồ này nọ. Những điểm yếu của mình? Hơi lười thể thao. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, hai chiều thì được ba mối. Hai chiều, còn một chiều? Dạ, một chiều thì chắc nhiều lắm. Một chiều là chiều đi hay chiều về? Dạ, cả hai luôn, chiều đi cũng vài cái, rồi chiều về cũng vài cái. Còn bạn trai bên kia làm sao? Em thì hiện tại được hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao lâu bạn? Hai năm. Hai năm. Ủa, quê em ở đâu vậy? Quê em là ở Nghệ An ạ. Nghệ An, nghe cái giọng lạ lạ. Là ở đâu bạn? Nam Đàn ạ. Nam Đàn là quê Bắc đúng không? Quê Bắc luôn ạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào từ năm 2004 đến giờ. Rồi bây giờ chuẩn bị nhà cửa gì chưa? Dạ, cũng đang chuẩn bị. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Được khoảng 40%. 40%, còn 60% nữa là có nhà đúng không? Dạ. Rồi nếu như ta lấy vợ thì mình sẽ cưới vào năm nào? Nếu được thì cưới năm nay luôn. Đồng lẹ vậy. Đồng quá vậy. Bên kia nghe chưa? Bên kia nghe chưa? Dạ, khoảng nghe, thấy bên kia khoảng 3 tháng nữa cũng được ạ. Mà sao nôn lấy vợ vậy? Ở nhà này cũng khoảng cứ một tuần là có bố mẹ cứ gọi vào nói là tình hình sao rồi con. Tình hình là con đang đăng ký chương trình thôi ạ. Bố mẹ bạn là vẫn còn ở ngoài quê hả? Dạ, ba mẹ đang ở ngoài quê ạ. Bên này sao 3 tháng nữa đám cưới được không em? Dạ, từ từ chị. Dạ, em muốn bao lâu? Mình trả giá nói đi. Nói chung thời gian không quan trọng, quan trọng là hiểu, thấy ok thì cứ... Vậy là hiểu 1 tháng cũng được rồi. Phải không? Dạ. Em ơi, lấy nhau thì em muốn có mấy người con em? Dạ, tùy hứng. Trời, cái tùy hứng này mệt rồi nha. Em gái bên kia ơi, em muốn mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em cần một người biết lo lắng cho gia đình, chín chắn, cũng có thu nhập để có thể lo cho gia đình con cái. Về bản tính thì đừng có nổ, đừng có sĩ diện. Bây giờ tôi hỏi lại là 40% là chắc chưa hay là nổ? Chắc ạ. Chắc, cái này chắc thiệt. Tại vì em mấy mối tình của em thì cũng liên quan tới cái vụ nổ nổ rồi, cho nên là em ghét ai nổ. Mà cái nổ ra còn cái điều gì mình không thích ở người đàn ông nữa không? Đừng có ham chơi quá, bạn bè rồi đi chơi đồ này nọ, về trễ về khuya bỏ vợ con nhà thì em thích. Mình đi môi giới mà rồi mình có ăn nhậu hay đi chơi đêm hôm khuya rồi gì không bạn? Trước thì có nhưng mà giờ thì cũng hết rồi. Tại cũng bị đau bao tử nên là hạn chế không nhậu nữa. Cũng không tốt lành gì ha. Mình bác sĩ chê. Tại đau bao tử mới nhịn á. Bạn nữ mình có những cái tật xấu gì không? Mình cứ phơi bày ra hết. Tật xấu của em thì nhiều khi cũng hơi khó tính. Nhìn cái gì cũng chê hết. Ví dụ như nhìn người khác thì thấy ui cái thằng này nó nhỏ tuổi quá, nó nít quá thôi không chơi. Rồi nhìn người kia thấy ông này ông già quá thôi không hợp. Rồi mấy người nữa thì nhìn mặt cái này dê quá thôi không thích luôn. Trời đất ơi. Thế, gặp ai cũng chê hết trơn. Vậy là nguyên nhân sao em ế em biết không? Dạ biết. Nhưng mà sửa khó lắm chị. Mà thật sự bây giờ đã muốn lấy chồng chưa, hỏi thiệt. Thật sự là cũng ba má nhà cũng nôn, cũng hỏi hoài hả. Nãy giờ em cảm nhận anh bên đây thế nào? Dạ, anh Vinh nó nói cũng ít quá cho nên cũng chưa đánh giá được gì hết trơn. Nó nói nhiều chút xíu đi em, nói nhiều lên chút xíu nói đi. Nói gì cho em Vinh nó cảm nhận được coi. Nói nhiều là khác nha, mà nổ là khác à. Nó hát bài hay là đọc thơ là gì đi? Em hát một bài nha. Bài đúng hát rồi bài đó. Bài đi, vỗ tay. Sử dụng rồi. Em không nhớ lời, em nhớ lời. Rồi vậy đi. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi, vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, lan môi nhẹ nhàng, khi em yên say trong giấc. Hết ạ. Sao em cảm nhận được giọng nói, giọng hát ngọt ngào chưa? Dạ, giọng hát cũng ok. Ấm ha. Dạ. Bây giờ anh hỏi bạn trai nè, bạn cần tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Chỉ cần một người là biết nấu ăn. Người cao thì cao khoảng 1m57 trở lên là được rồi. Hiền lành. Giờ em có tật xấu gì, khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn gái kia biết luôn. Em thì có một cái điểm chung giống bạn gái đó là thích đi du lịch. Rồi về tật xấu thì hay ngủ nướng. Cái này có vợ không sao, kêu vậy. Rồi gì nữa? Ưu điểm thì thích chơi thể thao.
Mày mốt rủ tập cô này đi với nha. Cô này là không có thích chơi thể thao, lười thể thao. Mẫu hình lý tưởng của em có thể giống một ai hay không? Mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị Cát Tường. Qua liền. Tại em thích cái má lúm đồng tiền của chị á. Khó kiếm lắm em, không đụng hàng lắm em. Dạ. Mặt dễ thương quá ha. Đẹp trai mà. Ủa mà làm gì phải 3 tháng lấy vợ lẻ vậy? Dạ em ngôn lắm đó chị. Ngôn lắm hả? Dạ. Rồi chừng nào đẻ con? Chắc lấy nhau vài tháng đẻ luôn. Chắc không? Chắc. Thôi đứng lên xem vòng vòng thử, vòng giống thử được. Trời ngon. Ngon. Tướng ngon bên đàn trai khỏe re. Được, tại vì mình muốn kết hôn đẻ con liền mình phải nhìn trên dưới đồ coi sao chứ. Em trai khoe chứng nhận liền. Gì vậy? Khoe liền. Liên quan gì? Ngứa quá thì ngứa quá. Cãi thử coi em, cãi thử coi. Ngứa quá đó. Sao mà cái vụ chứng nhận này là sao vậy? Nhẫn này là phong thủy gì em đeo cho nó. Hộp màu vàng hả? Đeo cho nó chiếu chơi, lâu ngứa gãi chơi mà. Ừ. Mai có chiếc đưa mượn cho may mắn đó chị, cho lấy được vợ. Em. Dạ. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? Bạn trai cũ em cạo đầu luôn. Cạo đầu là khác mà hói là coi như là hói quá cho nên cạo luôn. Cho nó không được gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ hói. Vậy hả? Dạ. Hói là mà hói. Em ít tóc chứ không phải hói. Ít tóc nè, là mai mốt hói với Linh vậy đó. Hói bóng bóng gì anh hói đâu. Dạ hỏi thiệt, còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Khuyết điểm thì hơi gia trưởng tí. Thôi bỏ rồi đi. Gia trưởng mà... là sao? Ví dụ. Hay sai vạch. Là cái ngồi nằm chỉ tay năm ngón, chị em lấy giùm anh chai nước. Phải không? Dạ, kiểu như rồi, em lấy anh bộ đồ đi tắm, đồ kiểu dạng vậy phải không? Nhưng mà em vào trong này em sống rồi học tập thì học cách người Sài Gòn nên cũng đỡ rồi. Đúng rồi. Mai mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tiền giờ giữ. Chắc không? Rồi vậy được rồi. Được. Mấy cái vụ hói bỏ qua hết. Có cái vụ tiền vợ giữ là được. Hói lắm hả chị? 10 năm nữa. Giống như anh Quyền Linh vậy đó. Hello. Dạ chào anh. Trời em. Anh này đẹp trai lắm. Bảo đảm em thấy là cái vụ hói cũng bỏ qua luôn. Tiền ảnh giữ cũng được. Anh cũng hiền, nhìn hiền lắm. Dạ, nhìn bảo, em thấy hiền không? Bảo đảm với em, nãy anh nói gia trưởng nha. Nhưng mà anh nhìn hai người anh đoán á, nửa về em gia trưởng hơn ảnh á. Trời, hy vọng vậy. Thiệt, anh này anh hiền, nhìn mặt cũng hơi dại gái chứ. Em thích trai nào dại gái không? Thấy không? Dễ sai đúng không? Dạ. Nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có mẹ với em gái. Dạ, chào cô. Mình là má của Hảo, Hảo là đứa con thứ nhì. Nói chung là cái chương trình này mình rất là thích chị vì nó có rất là có ý nghĩa, rất vui. Tại vì các bạn đã làm được một việc mà người trong cuộc chưa làm được, nghĩa là kết nối họ lại với nhau. Cũng rất mong là qua cái chương trình này là mình sẽ duy trì được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Và để đó là cái cầu nối để cho những cái trái tim mà còn lang thang ở đâu đó chưa tìm được bãi đáp. Cảm ơn cô. Cuối cùng là cũng xin cảm ơn chương trình và các anh chị biên tập viên. Và cảm ơn tất cả các khán giả đã có mặt ở đây. Cô cảm giác cuộc nói chuyện nãy giờ thấy gọi là con trai, con rể lý tưởng của cô, tương lai cô thế nào ạ? Ngoại hình được. Mình thích cái ngoại hình này từ lâu rồi. Được rồi. Điểm cộng luôn. Hảo trước đây nó cũng có mấy người bạn, nhưng mà nói chung là cái nhìn đầu tiên là mình không có thích. Nhưng mà từ nãy giờ là thích cái ngoại hình này. Quê bác lại càng thích hơn. Tại vì mình rất thích đi về quê bác một lần, nhưng mà chưa có dịp nào để đi cả. Vậy để bữa nào con mời cô về nha cô. Rất sẵn lòng. Nếu mà được quen Hảo thì con xin chăm sóc tốt cho em. Dạ, cảm ơn cô. Còn bạn hôm nay đi với ai? Anh đi với một anh đồng nghiệp ạ. Lúc nãy giờ em ngồi đây thì em cũng nhìn rất là kỹ ở chỗ bạn, đối tượng của bạn em. Dạ. Thì em nhận xét cũng trên 90% là chắc chắn bạn em sẽ đồng ý. Tại vì cái mẫu hình lý tưởng này là bạn em đã theo đuổi rất lâu rồi. Bạn em rất là khó tính. Hồi xưa em rất là gia trưởng, nhưng mà do Sài Gòn được huấn luyện theo cái địa phương này, đâm ra là giờ cũng rất là dễ tính rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mình kéo màn lên, hai người gặp mặt rồi, chuẩn bị. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Cảm nhận anh thế nào? Dạ, cũng đẹp trai. Tướng đá cũng ok. Dạ. Anh nói chung là... không biết tại sao cả. Đó, ở trước anh Quyền Linh chứ gãi rồi chứ sao vậy? Nhưng mà anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, ai cũng nói vậy. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Dạ, yêu thì phải quan tâm, chia sẻ, phải thật lòng.
quan tâm chia sẻ, với hai nữa là phải sự chung thủy. Dạ, yeah, phải tôn trọng nhau nữa nha. Em hỏi anh gì đi. Có sợ anh gia trưởng không? Anh sai rồi đó, sợ không? Dạ, gia trưởng thì em không có thích. Cho nên là ai gia trưởng là em gia trưởng hơn. Bây giờ mình điều đình cái gặp mặt nhau rồi đó, có cảm xúc với nhau rồi đó, mình điều đình cái vụ ngày cưới thôi coi sao. Trao đổi coi cái gì. 3 tháng, 6 tháng con có mẹ rồi, em ngồi đây nói luôn đi. Nếu có xác định rồi em khi nào em cưới được? Dạ em thấy ba má em quen nhau có 6 tháng là cưới rồi. Dạ, mình một nửa được không, 3 tháng em được không? Em thì nói chung là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì cũng không có quan trọng. Quan trọng là hiểu rồi á, thấy hợp rồi á, mà cảm thấy là ở được rồi đó, thì là cưới thôi chứ không quan trọng thời gian. Nhiều khi quen 2-3 năm mà 1 tháng hay là 3-4 tháng mới gặp nhau một lần thì cũng có hiểu gì đâu mà cưới, kiểu vậy á. Nè, chứ mà em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Thì hôm nay gặp ở đây thì cho cái, nhau cái duyên để mình tìm hiểu nhau thêm em ha. Dạ. Yeah. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình trao đổi với nhau rồi ha. Bấm nút hay là không bấm nút, quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là những chiếc vé xem phim. Mong rằng các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn. Và những lời nói ngày hôm nay chúng ta nhớ nha, trước mặt người lớn, trước mặt bao nhiêu người. Chúc các bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn miếng xịt ở miệng thảo dược Relax. Anh thấy là chàng trai này hơi dễ thương đó. Dễ thương đó. À, cố gắng giữ nha bạn nha. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Em lên 2 tuổi đó nha chị. Ủa là sao? Là 37 á. Sao tự nhiên đoán ta càng ngày càng lên vậy? Các tường và Nguyền Linh đã thành công ở cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Rồi, chào anh. Ngồi đi anh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Rồi, mời chị ngồi. Chào Cát Tường, anh Nguyền Linh và quý khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu sơ về lý lịch của mình? Mình tên là Tuyết Trang, hiện là nhân viên trong phòng. Quê mình ở đâu ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À. Rồi, bạn trai quê mình ở đâu? Dạ, nhà em ở Sài Gòn chị. À, công việc mình là gì? Em giao cho cầm công ty khí hóa lỏng. Anh bao nhiêu tuổi? Em 30 cộng thêm giáp nữa chị. 42 tuổi hả? Đúng rồi. Bây giờ anh có điểm mạnh, điểm yếu gì anh giới thiệu cho bạn gái bên này nghe với. Điểm mạnh cũng không có, mà điểm không có mà chị ơi. Chứ anh có cái gì? Em nhát lắm. Nhát hả? Dạ, rung nữa. Rung. Anh có thể kể sơ chút xíu về tình sử của mình không anh? Lý do tại sao 42 tuổi giờ vẫn ế? Không, em có gia đình rồi mà chia tay thôi anh. Có cháu nào chưa anh? Dạ chưa chị. Mình chia tay lâu chưa? Chia tay này 8 năm rồi. Tại sao 8 năm nay không có ai vậy anh? Không biết ai nghe sao, nghe tới cái tuổi em là nó chỏ chạy hết rồi chị ơi. Là tuổi gì, con gì? Dạ, chú Sơn Lâm á. Ồ, tuổi con cọp hả? Mối tình mà lập gia đình với anh, với bà xã anh á, kéo dài bao lâu anh? Dạ, 120 ngày. Ủa lý do tại sao lấy nhau mà chia tay sớm vậy? Tuổi người đó nhỏ hơn em tới mười mấy tuổi lần anh. Rồi xảy ra mâu thuẫn thế nào mà mình chia tay? Nhà em cũng khó khăn quá ra... Về ở thời gian thì cũng chung cũng biết ra người ta không muốn ở nữa là muốn đi. Nhưng mà cái công việc của anh như vậy có đủ lo cho con cái, vợ con không? Thì em nói chung em cũng ít ngăn xài lắm, nếu mà em cũng lo được. À, dạ. Thế giờ anh ở với ai? Dạ hiện nay em đang ở với mẹ, với ba. Rồi nếu bây giờ mình lập gia đình thì mình ở với ai? Ở đâu? Dạ ở nhà em chị. Là ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ có mình em ở với ba mẹ, mấy người kia anh chị có gia đình hết, ở riêng rồi dạ, chị. Dạ. Bạn cảm nhận như thế nào về cái hoàn cảnh của anh nãy giờ anh đã kể? Thì nói chung lớn tuổi rồi thì cũng không sao. Tại vì cái lứa tuổi này rồi thì mình kiếm một người mà chưa lập gia đình thì chắc là cũng khó. Ủa em gái bên kia bao nhiêu tuổi rồi em? Bên đây đoán thử coi bên này bao nhiêu tuổi cho anh kia anh nghe giọng nãy giờ anh đoán thử. Chị đoán khoảng chừng 35 được không chị? Đâu dữ vậy? Bên kia nghe giọng khoảng 28-30 à. Mình nói chuyện một chút xíu nữa đi để bên kia họ tiếp tục họ đoán. Bây giờ mình giới thiệu về mình, chị có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi nãy giờ mới có một mối tình duy nhất thôi. Một mối tình? Đúng rồi. Chia tay bao lâu rồi?
cũng 3-4 năm. Và tại sao mình chia tay? Nói chung là để lấy khách trở xa xong. Vậy là tình yêu chưa đủ lớn. Người đó ở đâu mà xa? Hà Nội. Em gái muốn tìm cái mẫu người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cái người đó phải có đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như là có trách nhiệm với gia đình. Cái đó em có rồi, được anh em ơi. Đừng có gia trưởng. Nói chung là mọi cái tiêu chuẩn của những người phụ nữ thường là không thích cái người đàn ông gia trưởng nè, keo kiệt nè. Giờ mình lấy chồng mình có đặt nặng về vấn đề kinh tế lắm không? Nói chung cả hai cùng làm thì mình không có sợ cái vấn đề đó. À, nếu như bây giờ kết hôn mình phải làm dâu thì bạn có ngại gì không? Không sao. Không sao hả? Đứa con gia chánh mình như thế nào? À, ok hết. Nói chung là tất cả công việc nhà gì cũng làm được hết. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Thôi em lên 2 tuổi đó nha chị. Ủa là sao? Là 37 á. Rồi sao tự nhiên đoán người ta càng ngày càng lên vậy? Nãy 35, tại sao giờ đoán là 37? Lý do? Lý do nếu mà nhỏ quá thì không hợp với em. Tự vì em thích là người khoảng chừng 30 trở lên. Người lúc đó thì nãy sao không đoán 32? Nãy đó là 35 rồi, giờ chừng 2 tuổi là 37 tuổi. Phụ nữ cho dù lớn tuổi mình phải đoán nhỏ nhỏ xíu. À, đó là tâm lý anh ha. Anh tìm người mẫu lý tưởng của mình như thế nào? Nói chung thì cái vẻ bề ngoài thì em bỏ qua, không qua đi. Em chỉ cần là thật thà, trung thủy, siêng năng là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Như đó hả? Bao lâu nữa thì anh có thể kết hôn được nếu như mà mình tìm được người vừa ý? 1 năm nữa chị. Ủa sao trễ vậy? Thời gian để làm gì trong 1 năm đó? Thời gian đó nếu chung thì cũng tìm hiểu rồi cho biết bên này với bên kia, anh em, anh chị, gia đình nào chị tới lui cho nó thân thiết, rồi lúc đó 1 năm cũng được rồi chị. Dạ. À, bạn thấy như thế nào về ý kiến của anh? Nói chung thời gian không quan trọng, thấy hiểu đạt cái đến mức mà có thể tới với nhau thì tới thôi. Anh có đi với ai không? Dạ em đi với bạn em. Bạn hả? Rồi hỏi bạn chút xíu nào. Anh chơi chung với ảnh bao lâu rồi? Cũng từ nhỏ tới giờ. Từ nhỏ vậy là hiểu lắm đúng không? Rành nhau lắm à. Tật xấu thì hầu như là bạn em có nhưng mà rất là ít, là chỉ có hút thuốc thôi. Dạ, bây giờ anh thấy cô bên này như thế nào ạ? Theo em thì em ghét rồi, nhưng mà quan trọng là bạn của em. À em ghét rồi, em ghét rồi dạ. Bạn em nô là do bạn em đúng không? Dạ. Em ghét rồi. À, mình có đi với ai không bạn? Có chị. Dạ, chào chị. Mình là chị ba của Tuyết Trang. Chị thấy cái anh mình bển thì sao ạ? Nói chung là ở tuổi này thì hai cái tuổi này thì nó cũng cân xứng với nhau. Dạ. Lớn tuổi rồi thì mỗi người nó có một cái công việc ổn định, đến với nhau là tốt. Nhưng mà cái đó là cũng còn ăn thua là cái duyên nợ nữa. À, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bạn trai nói rồi, rồi chị của chị gái kia nói rồi, mình chào anh. Chào chị Tương. Dạ. Anh thấy có duyên chưa? Không có rồi đó. Có rồi, có nợ chưa? Nợ thì từ mới có. Mượn qua mượn đi. Để chút nữa mượn rồi em mượn. Bây giờ anh hát bài tỏ tình với chị được không? Dạ được. Rồi, anh hát bài đi em về em nói tốt cho anh. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dòng hò mênh mông. Em hát giả luôn không chị? Không được, chủ yếu là ý nghĩa. Ý dạ, nghĩa đúng. Rất là có ý nghĩa. Cảm ơn chị quá khen nha. Dạ. Bây giờ mở màn lên để hai người có cảm nhận đầu tiên với nhau. Tôi cũng chưa xem mặt luôn, để xem cô gái bên kia thế nào. À, là Linh không coi mặt luôn không hả? Không coi luôn. Ồ, ghê nha, ghê. Đây. Nha. Có gì bác lĩnh đền nha. Hả? Trời. Nào, kéo màn lên. Để xem. Bên đàn trai... Khoan nhìn nha. Rồi, đoán đi. Chào cô gái. Chào anh Linh. Chào em. Dễ thương lắm. Hồi hộp không? Dạ, cũng hồi hộp. Bây giờ anh nói anh yêu em đi. I love you. Rồi quay qua nói liền nha. Nói lớn lên rồi bắt đầu mở mắt ra nha. 2, 3, nói. I love you. Anh yêu em. Anh họ anh đoán tuổi cổ đi, giờ anh nhìn rồi đó. Em đoán dở lắm chị ơi. Nhờ không giờ đoán quá nhưng... Hỏi thật cổ đi, đoán lần cuối đi rồi cổ nói. Thôi, cho anh nghe. Hỏi luôn chứ không đoán nữa đâu. Em thấy anh tuổi giống khuôn mặt anh không? Có khác chạm là giống nha. Dạ thì cái tuổi của anh thì cũng đúng tuổi. Đâu có đâu, em thấy hơi già hơn chút quá. Hơi già. Cảm ơn chị nha. Thôi em nói em nhiêu tuổi vậy? À, em cũng bằng tuổi anh. Bằng luôn hả? Dạ. Giờ là hai anh cọp luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà anh đi làm vậy là ngày chủ nhật vẫn đi làm luôn hay sao anh? Thì một tuần anh được nghỉ ngày, bữa nào cũng được. Tháng nghỉ 4 ngày, tuần nghỉ ngày. Ừ. Rồi anh sắp xếp thời gian sao mà hẹn hò? Thì hẹn hò, ví dụ mà khi nào có đi chơi thì anh xin phép nghỉ. Ví dụ mà hôm nay chủ nhật em có nghỉ không? Dạ có. Thì chủ nhật em có nghỉ thì mình đi chơi. Em có thích đi xem phim hay cà phê gì không?
Em thích xem phim, du lịch, nói chung là sở thích rất là nhiều. Thích đi chùa không? Đi chùa thì không có thích lắm, nhưng mà đi thì cũng được. Quen bạn gái mà đủ đi chùa. Chưa cầu duyên, cũng được không anh? Đó là, nhưng mà người ta đi chơi trước đi, dạ, đi dạ. Chùa sao? Bây giờ anh cố gắng hết sức bình sinh của anh, bao nhiêu năm nay anh nói một câu gì thật hay với chị. À, biết nói sao? Nói. Mới nổ quá em nghe. Anh có thích người đối diện không? Dạ cũng hết thích. Thích nhiều không? Dạ nói những chung mà nói nhiều thì cũng không được, phải khoảng chừng 80% là được. Còn 20% là để thời gian. Tức là thích 80% mà đúng không? Dạ đúng rồi. Anh có sợ người kế bên không đồng ý với anh không? Dạ cũng sợ, cũng có. Cũng sợ, như vậy được rồi. Đó, ảnh đó là những cái gì hết sức là thật của ảnh đấy. Chị có gì muốn nói với ảnh nữa không? Nói chung là em cần cái là khi mà tìm hiểu á thì anh phải chủ động. Chứ là em dứt khoát không có cái chuyện đó. Phái nam là phải chủ động, em có cái suy nghĩ như vậy. Được không anh? Dạ được anh. Hết thời gian, vậy đi. Quan trọng là do hai người quyết định. Đây nào? Chỉ mới là những cảm nhận đầu tiên. Anh để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ, lắng động và xem trái tim của chúng ta đã có nhịp đập nào nó khác bình thường chưa. Cho nhau một cơ hội. Đếm đi chị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chị bấm rồi anh. Tôi cũng lo lắm. Khi nãy thật sự anh chia sẻ là Linh có hỏi anh là anh có sợ khi chị không bấm không? Anh nói sợ lắm. Lúc đó thật sự là Mình lo lắm. Đây là những người mà tôi muốn rằng cái tin vui nó sẽ đến thật sớm. Bởi vì chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Hãy cố gắng tìm hiểu thật sâu. Và hãy cố gắng đến với nhau thật sớm. Để chúng ta trao nhau những cái hạnh phúc mà có thể chúng ta đã mất mát một thời gian khá dài. Nhanh là 8 năm rồi. Chị là cũng nhiều năm rồi đúng không chị? Mong rằng đây là chiếc vé xem phim. Nó sẽ tạo điều kiện cho anh chị đến gần nhau hơn. Nào hãy nắm tay nhau. Cảm ơn Quỳnh Linh. Cảm ơn nhiều. Nắm tay nhau thật chặt nào. Chị nắm tay nhau đi ạ. Để tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai anh chị sẽ sớm góp gạo để thổi cơm chung. Đó là thật sự cái điều mà anh Quỳnh Linh và Cát Tường rất là mong muốn, cũng như tất cả mọi người làm chương trình. Anh ơi. Dạ. Anh nhát quá nha, anh phải mạnh dạn lên nha anh. Không nghe má cũng được. Trời ơi, ông này ông ghê lắm nè. Ông nói, ông không nói, mà ông làm là ông làm. Hả? Canh nãy giờ luôn hả? Trời ơi. Đợi khúc này luôn. Hả? Đợi khúc này nữa hả? Hy vọng rằng hai người sẽ tiến tới xa nữa nha. Tôi lo cặp này lắm luôn á. Cảm ơn anh nha. Rồi, chúc hai người hạnh phúc. Rồi. Dắt đi chặt. Thức khuya ít dọn dẹp. Do công việc của em nó quá bận rộn, xong em lại nghĩ là thôi còn trẻ, cứ đi kiếm tiền. Em không có muốn một người phụ nữ mà phải ở nhà làm lụng để đợi người chồng về. Mọi người biết không, cái tâm trạng ngồi chờ đợi, không biết hôm nay mình gặp gỡ người nào, hồi hộp lắm, đúng vậy không em? Cái gì tim không biết bên nào luôn hả? Tim bên nào vậy? Bên trái. Trời ơi, bên trái mà ông rời bên phải luôn. Nó chạy bên này luôn. Ghê thiệt. Hồi hộp lắm hả cưng? Dạ. Đợi ít phút nữa nha. Bây giờ tôi sẽ ra mời bạn gái của em vào nha. Dạ. Rồi, mời em. Dạ. Mời chị. Rồi, mở mặt nạ giùm em luôn nha. Dạ. Bạn trai ơi, mình cũng có thể mở mặt nạ ra rồi đó. Đẹp trai luôn rồi. Chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Trước tiên, đó là phần giới thiệu về bản thân. Mời em trai giới thiệu trước. Tên là Phạm Văn Tân. Phạm Văn Tân. Em sinh năm 1988. Sinh ở Bình Dương. Quê gốc ba mẹ em ở Hải Dương. Làm nghề tóc. Làm nghề tóc? Dạ. Ồ, làm nghề được bao nhiêu lâu rồi? Em làm cũng tầm 7 năm. Em nào đang làm ở Bình Dương. Làm ở Bình Dương? Dạ, Bình gần Dương. Nhà. Em ở Bình Dương luôn. Ở Tân Bình Dương luôn. Rồi mời em gái đi. Em tên là Thủy Tiên. Năm nay em 30 tuổi. Công việc của em là trang điểm với làm tóc. Dạ, em đang sinh sống và làm việc tại quận 2 luôn chị. Quận 2? Dạ. Quê mình ở đâu cô Tiên? Quê em thì ở ngoài Huế. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Tân? Điểm mạnh em là em không hút thuốc, nhậu ít, đi chơi. Chung là thích
Ví dụ có bạn gái thì đi hẹn hò bạn gái, còn không đi lung tung. Không là cả. Dạ. Khuyết điểm của em là gì? Hay thức khuya, ít dọn dẹp. Đi chơi thức khuya làm gì? Hay coi lên YouTube coi. Chứ em hay coi bạn muốn hẹn hò. À, vậy ha. Mãi nói thức khuya với là à là biến dọn dẹp. À. Thì nhà em ở ai dọn? Nhà ở chung với ba mẹ. Mẹ bây giờ là có mẹ dọn đúng không? Đã. Tại vì chưa có ở một mình, ở một mình thì nó dơ quá, như cái chuồng heo bắt buộc phải tự dọn thôi. Thì cũng dọn nhưng mà tức là ý nói là cái ví dụ như là bình thường phụ nữ thì ngày nào cũng dọn. À. Mấy em thì tháng mới dọn lần. Không, hai ba ngày. Hai ba ngày. Mà cũng không sao. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là em một cô gái rất là vui tươi và công việc của em rất là ổn định. Dạ, nói chung thu nhập của em cũng ok. Dạ. Thu nhập ổn định, công việc ổn định vậy là tốt rồi. Dạ. Điểm yếu của mình? Điểm yếu của em hả? Mỗi lần mà em giận lên là em sẽ bực bội và em sẽ hơi cáu gắt một chút và có thể khóc. Mà không có nói gì hết trơn á. Dạ, không. Khóc là ai dỗ không? Dạ không. Tự dỗ em. Dạ, tự khóc, tự nín thôi, đừng dỗ. Thương, mốt bạn có làm bạn giận, bạn khóc nhớ dỗ nha. Dạ. Em nói như em hay dỗ bạn gái. Ví dụ em cũng nóng tính nhưng mà... Ví dụ nhưng mà xong rồi thôi. Mà em hay làm lành trước. Thường em hay lành. Rồi à, bây giờ về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? 3 mối tình. Mối tình nào rồi sâu đậm nhất? Đậm nhất chắc là chắc ngoài Hà Nội. Ngoài Hà Nội, cách đây bao lâu rồi? Thời sinh viên. Ồ, quen được bao lâu? Dạ, em quen chắc được 2 năm. 2 năm, nhưng mà thời sinh viên thì còn trẻ quá nên cũng không tiến tới được hôn nhân. Vâng. Còn mối tình gần đây nhất? Ở đây nhưng mà được vài tháng. Quen có vài tháng à? Dạ. Tại người ta mất tiêu luôn, em đâu biết đâu. Hay là tại em không quan tâm chăm sóc người ta? Không có, em không phải đấy. Nhiều khi người ta có người khác thôi em. Quen mấy tháng người ta tự lặng mất tiêu luôn. À. Còn em hồi xưa đi học em chỉ có một mối tình thôi. Tới bây giờ em quen có 8 tháng à? Tại ý là từ cả chục. Lúc mới chia tay là bao nhiêu tuổi? Lúc đó em chia tay em mới có 24 tuổi thôi. Là từ đó đến nay là 6-7 năm trời không quen ai hết? Dạ không. Nguyên nhân? Nhưng tại vì do công việc của em nó quá bận rộn, xong em lại nghĩ là thôi còn trẻ, cứ đi kiếm tiền. Cái công việc của em thì đa số là tiếp xúc với nữ nhiều, với những chị rất là nhiều, với người lớn. Chấp đó, em làm đẹp cho người ta đó. Dạ. Cái xong cái thế cái căn ngày trôi qua là em lại sống kiểu mà vui tươi nữa, em lại không nghĩ tới chuyện là lập gia đình. Rồi bây giờ nghĩ chưa? Dạ giờ em nghỉ rồi. Ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Dạ em đăng ký. Nếu được bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà tìm hiểu được thì 1 năm thôi chị. Em nghỉ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Nghĩ chắc sang năm. Sang năm? Đầu năm. Nghĩa là cũng phù hợp nhau rồi. Mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Không là không ăn chơi quá. Em thích người phụ nữ của gia đình. Có thể là bạn bè em cái đó em không có cấm. Bạn bè vô tư. Cả đi chơi em thích đi dẫn bạn gái du lịch xem phim nọ kia em rất là thích. Không, em rất là chiều cái đó. Không biết em ổn định chưa, thu nhập em ổn định chưa? Dạ, cũng ổn định như vậy. Dạ. Có khi nào em nghĩ là em sẽ lên thành phố để lập nghiệp không? Có thì em thực ra thì em thích lên thành phố mở tiệm ấy, tiệm lớn hơn ấy. Về ngoại hình em mới muốn mẫu người bạn gái của em như thế nào? Bằng em hoặc có thể cao hơn em một chút cũng vấn đề gì. Thì cứ tầm 1m50 trở lên. 1m50 trở lên. Đừng có mập quá được. Em muốn người bạn trai như thế nào? Người bạn trai của em cũng nói chung là sạch sẽ một chút, cũng biết chăm lo cho gia đình, đối xử tốt với cha mẹ vậy đó. Cùng nhau chăm sóc gia đình, chứ em không có muốn một người phụ nữ mà phải ở nhà làm lụng để đợi người chồng về là em kiểu không có thích như vậy. Phải cùng về ngoại hình? Tao cỡ trên 1m6. Đừng mập quá, được người thôi nhưng mà đừng hút thuốc. Đừng nhậu nhiều là được rồi. Nói chung là nhậu với những cái cuộc vui là ai cũng có hết á. Nhưng mà mình phải biết hạn chế lại để mình... Bạn phải ít đi chơi lắm, ơi lại không à. Ví dụ như mà chúng ta tìm hiểu và tiến tới được hôn nhân, em có sẵn sàng xuất giá theo chồng? Cái đó là nó cũng tùy nữa chị. Tại vì cái cuộc sống của em từ xưa giờ là ở Sài Gòn và ở quận 2, cả gia đình luôn. Nếu mà em về một cái nơi khác em phải gây dựng lại, nó cũng hơi khó khăn cho em cái điểm đó. Nên em muốn là nếu mà được thì em sẽ sống lại ở Sài Gòn và quận 2 hơn. Thì bạn trai cũng giống như em vậy đó. Dạ, cũng rồi. Sống với gia đình, cũng lập nghiệp ở chỗ bạn ấy ở rồi. Dạ. Vấn đề là ai sẽ đi theo ai đây? Các bạn hãy trò chuyện với nhau, hãy trao đổi với nhau. Thật ra ở đâu không quan trọng. Ở đâu mà cái kinh tế các bạn ổn định, gây dựng được cái sự nghiệp thì chúng ta sẽ ở đó. Ở đâu đất lành thì chim đậu. Chúng ta đừng khư khư là anh phải theo tôi phải theo anh. Mà quan trọng là
cảm xúc của chúng ta, tình yêu của chúng ta có lớn hay không. Đồng ý không? Đồng ý chị. Rồi, cho chị xem hình mà các bạn đã chuẩn bị nha. Rồi, hãy lựa chọn đi, anh ấy là ai trong hai hình này. Cảm ơn chị. Hãy thử cái giác quan của mình thôi, cái cảm giác của mình có trúng hay không nha. Hãy tìm xem cô ấy là ai trong hai tấm hình này. Các bạn có 30 giây để đưa ra quyết định của mình. Dạ. Anh này. Đâu? Tại sao em lại chọn anh đó? Thì tại vì em thấy cái anh đứng ở giữa anh hơi ẻo lả quá. Mà anh bận cái áo bóng vậy quá. Em nghĩ chắc không phải là anh. Rồi, con em chọn được chứ? À. Ai không? Đây. Đâu? Rồi cô ấy là ai trong cái tấm đó? Đây. Đây hả? Rồi cầm đi, rồi một hồi nữa các bạn hãy tự kiểm tra coi cái cảm nhận của mình lần đầu tiên trúng hay trật. Và bây giờ các Tường xin phép được mở cửa trái tim. Hãy nhìn vào tấm hình đi à. Hãy nhìn vào sự lựa chọn của mình xem. Ngày hôm nay một cái test đầu tiên kiểm tra nho nhỏ về cảm xúc của các bạn. Trúng hay trật? Xin mời. Sao đúng không em? Đúng không? Chật. Chật đúng không? Thì em đoán trúng mà. Trúng mà trúng. Trời ơi, ông nhìn hình nhìn mặt gì mà ông còn nói ông trúng nữa hả? Đưa cô cổ coi coi trúng không? Trúng mà trúng. Phải em đây không? Đâu? Không, đó là em gái em. Trời ơi là trời. Em đó có chồng rồi. Dạ đúng rồi, giống. Sai rồi, đó. Sai rồi, chúng ta làm lại từ đầu đi. Kìa. Lấy lại điểm. Sai lấy rồi, điểm. Anh xin lỗi em đi. Đó. Em làm như em đúng vậy. Anh rất vui khi được gặp em. Dạ, em rất vui khi được gặp anh. Em cảm ơn anh. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn ít phút để trò chuyện với nhau ha. Nhưng mà chúng ta phải ăn nữa, vừa ăn mới có tinh thần nói chuyện nha. Cho mời đồ ăn của ngày hôm nay. Bây giờ các Tường mời hai bạn thưởng thức món cơm bò sốt chua ngọt. Rất là dễ ăn, dành cho người không biết ăn cay. Cơm sốt với vị chua ngọt nhẹ, kèm với bò Mỹ thơm mềm, ăn no miệng mà không ngán, với đủ thành phần cơm, thịt và rau. Đây là một món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt của nhà hàng Mr. Stick. Mời hai bạn nha, dạ. Ăn, thưởng thức. Nhưng đừng quên, nhiệm vụ chính là gì? Trò chuyện, hẹn hò, hỏi có cái gì không hiểu, phải hỏi trực tiếp với nhau nha. Để cuối chương trình chúng ta sẽ gặp lại nhau và đưa ra quyết định của mình. Ít phút dành cho các bạn, xin mời hãy tự nhiên, dùng bữa đi ạ. Mời anh. Em tên là Tiên. Dạ. Tên Tiên à? Dạ. Anh Tân. Ừ. Công việc của anh ổn không? Bình thường em. À, anh đang sống chung với bố mẹ. Ví dụ như em thì bây giờ em đang ở trọ. Dạ đúng rồi, em ở trọ. Có hay về nhà không? Dạ có. Em vẫn thường hay về nhà thường xuyên. Tháng em sẽ về một lần. Một tháng một lần? Dạ. Tại gần mà, từ đây bên Nhân Trạch mà, Đồng Nai. Em nào quận 2 à? Dạ, em làm ở quận 2 không? Em làm từ lúc em 18 tuổi tới giờ. Em làm tự do, chẳng hạn như có khách đặt rồi em sẽ tới nhà em làm gì đó. À, chuyên về nữ. À, nữ thôi luôn. Dạ, đúng rồi. Em làm cả nam cả nữ. À, cả nam cả nữ. Anh có thợ mà đúng không? Có. Anh cũng đang, nói chung là cũng đang dự kiến là kiếm cái mặt bằng ở trên Bình Dương ấy. Dạ. Thành phố. À, thành phố Bình Dương. Mở thêm cái nữa. Dạ. Còn ở dưới này cho thợ anh... Là đứng chính. À, em mời anh. Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Anh thấy em như thế nào? Được, rất là hiền lành. Em thấy anh sao? Dạ cũng được. Anh cũng hiền lành. Dạ nhiều lắm. Dạ. Mẫu người vợ lý tưởng của anh là gì? Anh á? Dạ. Vợ lý tưởng thì chắc với em là được rồi. Sao anh biết với em là được thấy, rồi? Tức là anh thấy... Anh thấy em có cái gì đó ấn tượng thì anh thấy như em là ok rồi. Em rất bạn trai về nhà rồi chứ? Hình như là chưa. Chưa bao giờ đúng không? Dạ đúng rồi, tại xưa em đi học là em chỉ quen với anh đó là dạng như thích là bạn bình thường. Xong rồi quen nhau thôi. Anh đó ngày xưa cũng làm tiệm tóc và là hồi xưa anh đó là học trò của em. Gần đây em có quen ai không? Không anh, lúc này là em không quen. Dạ đúng rồi. Mấy năm? Hình như là có 3-4 năm rồi anh, em không quen ai. Dạ, đúng rồi, chỉ có đi chơi bạn bè gia đình. Hello. Lo chị. Không, cơm bò ngon không? Dạ ngon. Trời ơi thơm quá. Được tình sướng quá. Được hẹn hò, có bạn trai, bạn gái mới được ăn nữa. Rồi. Ngồi bạn gái không ăn được. Còn bạn gái không ăn được ha.
chút xíu nữa hẹn hò đi ăn sau đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nãy giờ chia sẻ nhiều chưa? Cũng tương đối chị. Nói chung là gia cảnh. Gia cảnh. Nhà mấy anh chị em? Dạ 6 anh chị em. 6 à? Dạ. Nhà anh 5. Có thuyết phục được bạn gái về quê gì không? Hay là em có thuyết phục được bạn trai lên thành phố không? Nãy giờ phần thắng nghiêng về ai? Thì ảnh cũng định mở ở trên cái chỗ Đồng Nai của ảnh thôi à. Tại vì công việc của em nó quen ở đây rồi. Với lại người thân của em ở đây hết. Em sống từ bé nên cái kiểu của em khó lắm nha. Cứ từ từ, nếu mà quen thì cứ từ từ, quen thì tìm hiểu nhau. Chuyện đời khó nói lắm. Dạ, chuyện đời khó nói lắm chị. Rồi bây giờ chị Tường sẽ có một cái test, cái kiểm tra nhỏ nhỏ dành cho hai bạn ha. Dạ. Bây giờ tay của Tường là những cái yêu cầu. Các bạn hãy bóc một cái lá thăm rồi hãy đọc lớn cái yêu cầu đó dành cho đối phương của mình. Yêu cầu đối phương của mình thực hiện cái điều ghi trong này, được không? Cho em yêu cầu bạn trai trước. Bạn hãy nắm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Nãy em phải cho anh mượn tay đó. Nói vậy. Hôm nay nắm tay chị. Rồi mời em đưa tay qua trái tim, nắm tay cô ấy và cho biết cảm nhận như thế nào. Bạn nghĩ kỹ chút xíu. Rồi bóp bóp sờ sờ. Má. Lạnh. Còn gì nữa không? Không, mềm. Mềm. Mát, lạnh, mềm. Rồi bây giờ mời em. Hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương, không chớp mắt. Người nào chớp mắt sẽ bị phạt của người còn lại. Rồi, hiểu không? Hiểu không? Hai bạn nhìn mắt nhau, tôi đếm 1, 2, 3, nhìn thẳng. Ai chớp mắt trước thì người kia sẽ la lên và phạt người đó cái gì, muốn phạt gì phạt. 1, 2, 3. Em sợ hết thời gian chương trình kia. Ghê gì? Anh em cứ cho hết thời gian chương trình. Chắc chắn chỉ cắt thường thua. Không dám, không dám. Đó. Rồi, rồi. Rồi, phạt cô ấy cái gì đây? Cô phạt cô ấy cái gì đây? Em có thể hát vài câu được không? Cha em ca phận làm con gái. Rồi, 2, 3. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Cạnh nhà nèo đơn bầy em chưa lớn chiêu đôi vài cánh nhọc nhằn. Được không? Hình phạt vậy ổn chưa? Được rồi. Chị hát lại tặng cổ không? Sẽ hát bài một điệp khúc của bài Ánh Nắng của anh. Rồi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là người luôn ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Được, cặp đôi này về hát cho nhau nghe ổn đúng không? Rồi, bây giờ là thời phút quan trọng đã đến nè. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau. Hãy nói cho nhau nghe. Hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì? Dạ, chung là thấy vui vậy thôi. Thấy vui à? Dạ, em thấy vui. Dạ. Ai gặp anh em cũng thấy vui. Nếu mà được thì mình có thể tìm hiểu và làm bạn trước vậy đó. Còn không được thì cũng không sao hết á. Dạ. Anh vậy, quan điểm của anh thì thực ra cứ cho nhau một cơ hội. Dạ. Thực ra cho nhau cơ hội làm bạn. Thể là bạn từ bạn này thấy yêu. Dạ đúng rồi. Mà cái gì cũng phải có nhau, cho nhau cơ hội chứ còn vài phút để mà trò chuyện như này thì có lẽ anh nghĩ là không có đủ. Nói thật. Bởi vì nếu mà vài phút mà để biết về con người thì rất là khó. Đó. Rồi, thưa quý vị, như vậy là hết thời gian. Đúng là chương trình thì chúng ta cũng có nhiều thời gian để có thể tìm hiểu được hết về nhau. Nhưng mà vẫn là quy định của chương trình, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Nếu như chúng ta bấm nút, cái nút bấm này là bấm nút để hẹn hò, để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Bởi vì khi bấm nút chúng ta sẽ nắm tay nhau, phải hôn nhau trước mặt rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Chúng ta phải thật sự rung động thì mới bấm. Còn nếu như mà chúng ta bấm nút chỉ vì lịch sự thì chúng ta sẽ tự làm mất cái duyên của mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đặt tay vào nút bấm đây hai bạn. Khi mà chị Tường đếm từ 1 đến 3 thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Hãy suy nghĩ, nhắm mắt lại các bạn ạ. Và cảm nhận lại một lần nữa. Nhớ lại hết câu chuyện chúng ta trò chuyện từ nãy giờ. Từ ánh mắt, từ cái nhìn đầu tiên, thật sự trong lòng ta có một chút rung động gì hay không. Nhắm mắt lại đi hai em. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi rất tiếc là bạn gái đã không bấm nút. Lý do tại sao em lại không bấm? Là tại vì do là em kiểu em đã làm tóc. Trước cái người em quen đầu tiên cũng là làm tóc. Nên cái lý do đó em không muốn quen một người làm tóc nữa. À, không quen một cái người trùng nghề chứ. Dạ đúng rồi, dạ.
Tại sao? Nó có liên quan gì đâu. Nghề nghiệp đâu có quan trọng. Anh thua là con người chứ. Hồi xưa em đã từng sống và làm việc trong một cái tiệm tóc suốt 5 năm. Có những cái thứ em đã từng trải qua rất là nhiều thứ. Em không thích cùng nghề, em thích là khác nghề với em. Dạ. Với lại tại vì do là em không có rung động nhiều nên em không muốn bấm nút để làm lãng phí của anh. Để cho anh có thể tìm được một người khác phù hợp với thích hợp hơn với anh nhiều hơn em. Rồi, dạ. Mời hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị. À, thật là tiếc đúng không quý vị? À, đôi lúc thì Tường cũng cứ nghĩ rằng là nếu chúng ta cùng chung một cái nghề nghiệp á thì chúng ta sẽ dễ dàng đồng cảm với nhau hơn, để chia sẻ với nhau hơn trong công việc. Tuy nhiên là cũng có những cái suy nghĩ hoàn toàn khác. Họ không muốn một cái người trong nghề bởi vì họ quá hiểu về nhau, hiểu về công việc đó của nhau rồi. Thật sự đây là một cái điều cũng đúng và chúng ta phải tôn trọng cái sự quyết định và cái cảm xúc của người tham gia chương trình. Thôi thì Tường xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Biết đâu là có vị khán giả nào đang theo dõi chương trình sẽ bấm nút dành cho hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, mặc dù một chút nuối tiếc nhưng không sao, bà Mai Cát Tường cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hãy cho bà Mai một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nhấn subscribe, theo dõi kênh và ủng hộ chương trình quý vị nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Tường, Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép đôi thần tốc, phiên bản kết đôi như ý. Sau những lần mình thất bại, coi mình... chừng chị không kêu em bằng ông Mai nữa mà kêu em là ông Sàm. Ông Sàm. Trời ơi, không có đâu chị, nghiêm túc. Sau những lần thất bại em biết đó là mẹ của mình. Mẹ của thành công. Đúng rồi, thất bại là mẹ của thành công. Bởi vậy cố gắng nha chị. Ngày hôm nay có thêm bài học mới của chị Tường. Kết đó là phải dính. Kết là phải dính. Kết nối với em chị xuống tay nghề á. Kết nối với em chị xuống tay nghề á. Không có đâu chị ơi. Phải không? Không có đâu. Mời quý vị cùng đến với những câu chuyện chưa kể. Hôm nay mình có dán ve ve gì nữa không? Dạ không chị. Không hả? Hôm nay em có một cái điềm gì đó. Em sẽ kể em nghe câu chuyện. Sáng nay khi em vừa bước ra cửa, em nhìn trên cành cây, em thấy đôi chim đang hót véo von. Em đi ngang qua bờ hồ, em thấy đôi chim đang đùa giỡn trong hồ nước thật là vui vẻ. Ủa đôi chim mà đùa giỡn trong hồ nước hả? Ủa đôi chim mà đùa giỡn trong hồ nước. Đôi cá em lại nhầm. Đôi chim hót véo von, đôi cá đùa giỡn trong hồ nước vui vẻ. Em đi ngang qua khu vườn, thấy đôi bướm đang vờn giỡn với nhau. Em thích nghĩ đó là mấy cái điểm gì, đôi khi là cũng là số 2, nhưng mà số 2 vui vẻ. Em nói một hồi nữa là cái số 2 đứng ở đây trở nên vọng. Vọng vọ luôn á. Sao chị? Em kể chuyện duyên quá à. Không có thì... Rồi nó ăn nhậu gì vô ghép đôi thần tốc bữa nay. Thì đôi nhiều khi là mình ghép đôi em là... Em muốn một cặp đôi bữa nay là con chim vui vẻ hay vui con vẻ. Cá vui vẻ. Đó là một câu chuyện vui em kể thôi. Vui gì tôi thấy không vui gì hết trơn á. Kể một cái nữa là hai đứa mình đứng đây là không có vui vẻ. Dạ. Rồi vị trí đi. Thì nói chung là ngày hôm nay sẽ cố gắng hết sức. Sau những lần mình thất bại, coi mình... chừng chị không kêu em bằng ông Mai nữa mà kêu em là ông Sàm. Ông Sàm. Trời ơi, không có đâu chị, nghiêm túc. Sau những lần thất bại em biết đó là mẹ của mình. Mẹ của thành công. Đúng rồi, thất bại là mẹ của thành công. Bởi vậy cố gắng nha chị. Cố gắng. Yeah. Yeah, yeah. Mẹ ông Mai còn ngủ ngon không hay là mất ăn mất ngủ rồi? Cũng ngủ nửa giấc không à. Sao vậy, nửa giấc làm gì? Không, mà đó giờ chưa bao giờ đạt cái kỷ lục là mình ghép đôi được hai cặp đến với nhau hết. Lúc nào cũng là được một cặp. Bởi vậy ngủ nửa giấc hoài luôn á chị Tường. Tội lắm, tâm sự với tôi hoài à. Em áp lực, em căng thẳng lắm. Mỗi lần em mai mối ấy, em phải người nào mà trẻ trung vui vẻ đó, em còn hăng, em nói dữ lắm. Mỗi cặp đôi nào mà gặp mấy bạn mà gãy đổ, mà gặp ông Mai này ổng quýu, là giờ ổng sợ. Giống như là muốn san sẻ tao mà không biết san sẻ, không biết làm như thế nào để mà giúp cho họ
hiểu, nhưng mà chia sẻ với em, nhưng mà đừng có áp lực quá. Dạ. Mình làm hết sức khả năng của mình thôi, đúng không? Có nghĩa là mình coi hồ sơ, mình ghép đôi, rồi mình thấy họ là tương ứng được, thích hợp được khoảng 60% rồi mình mới ghép. Nói chung mình ghép hết ngã số. Nhưng mà còn cái 40% còn lại, nhiều khi họ nhìn nhau, họ không có điện, cái là làm sao mình đo được cái chuyện đó? Với lại không có cần là bao nhiêu cặp. Quan trọng là cái chất lượng. À, hiểu không? Mình không cần số lượng, không chỉ cần chất lượng, đúng không chị? Vấn đề mình ghép là mà họ ở với nhau lâu, họ tiến tới hôn nhân, mình là thành công. Hôm nay là có một bài học mới về chị Cát Tường nữa, chủ yếu là chất lượng chứ không cần số lượng. Ủa vậy đó giờ em cần số lượng không à hả? Không có thì hồi lâu thì chứ tưởng tượng là số lượng thì nó sẽ ngon lành, nhưng mà chất lượng thì nó vẫn tốt hơn. Rồi, một tràng pháo tay cho ông Mai Hứa Minh Đạt. Rồi, mời Mai về vị trí. Mời bà Mai. Bữa giờ có coi chương trình không? Dạ có. Trời chị ơi, tôi thấy người ta khen em quá trời luôn đó. Đấy, em được vậy là nhờ chị Diều dắt. Thôi em đi, có dễ thương, vui tính thôi, nhưng mà chị kinh nghiệm, chị Diều dắt. Thật sự là Tường nè, cũng như Minh Đạt, tất cả ekip thực hiện chương trình rất là cảm ơn quý vị khán giả luôn, đã luôn đồng hành, ủng hộ cho những cái chương trình mai mối của các Tường. Bây giờ có thêm cậu em Hứa Minh Đạt nữa, hợp tác vui vẻ và thành công. Dạ, bây giờ còn nói gì nữa chị? Nói gì nữa? Em háo hức quá rồi. Bắt đầu nhiều chuyện nữa. Nè, nóng nảy nó đúng không? Phải là nghiêm túc, mình là ông Mai, nhớ chưa? Dạ. Đó, nhiệm vụ của mình là làm sao đó để mà kiếm, coi như là em là đại diện họ nhà gái nè. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Đó, em làm sao em phải, mặc dù chị đại diện họ nhà trai nhưng mà em cứ việc soi chị. Soi chị được luôn hả? Không phải, soi hai chàng trai của chị. À rồi. Hiểu dạ, không? Dạ, dạ. Để khi mình kết đôi là phải dính. Dính đúng không chị? Đúng rồi. Đó là dính đúng không? Vậy người ta mới gọi là mình mát tay. Dạ, ngày hôm nay có thêm bài học mới của chị Tường. Kết đôi là phải dính. Kết là phải dính. Ngày hôm nay một tiêu qua cho mình là phải hai cặp thành công đúng không chị? Đúng rồi, nhưng trước tiên là chị với em không được dính. Đi qua anh kia. Rồi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Ông Mai và bà mối lúc nào tâm trạng cũng háo hức, hôm nay chúng ta không bàn gì hết. Mình phải bàn đi chị. Không bàn. Bây giờ mình lấy đọc chị đọc đi, mấy lần trước mình bàn vô. Rất quá mà. Bây giờ mình bàn ra được không? Bát ra hả? Bát ra luôn. Gì kỳ vậy ông Mai bà mối, sao đi bát ra? Sai quá. Sai đúng không? Bị sai không? Sai quá, sai. Không, chiến lược này không ổn. Làm như chị kết nối với em, chị xuống tay nghề á. Kết nối với em, chị xuống tay nghề á. Không có đâu chị ơi. Phải không? Không có đâu. Không phải hả? Tại em xui. Hả? Đó thì đó, em kéo chị theo nè. Không sao, nhưng mà bữa nay em hên, em cảm thấy em bữa hên. Được. Vô đội hình. Vô đội hình. Bây giờ chị cho các em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thôi, chạm gì ạ? Chạm gì ạ? Em muốn chạm cái gì? Chạm thử vào điều ước. Chạm thử. Không cần ạ. Chạm. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Nhìn thẳng về phía trước. Rồi. Đưa cái tay mình ra. Đó. Sát vô cánh cửa. Chạm thầy. Wow. Rồi. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm, dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? À, cái này em thử, cái này em thử, cái này là tay anh, tay anh. Anh vui thôi chứ không phải nha. Đừng để cảm nhận mà hồi là không được, anh không được nha. Nhìn ra trước. Ôi lạnh quá. Cảm nhận như thế nào? Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Có nhà thì chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Dạ. Nhắm mắt lại cảm nhận một xíu đi. Nhớ cái cảm xúc này chưa? Nhớ chưa? Dạ chưa. Được rồi. Lấy tay ra đi em, về vị trí. Đứng đó, đứng đó. Cho em một đặc quyền nữa. Nắm tay luôn cả cô gái còn lại. Ngồi ở ghế màu. Wow. Rồi xanh. Rồi, về đây, về đây. Đưa tay ra đi em, nhắm mắt lại. Ôi, sao sao lẹ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Rồi đi vô ngồi em. Cái sao nhìn cái liền vậy? Gì ghê vậy? Dạ. Sao vậy, gì vậy? Thì ngắm thấy là biết là được rồi. À, dạ. Rồi, về vị trí và giữ nguyên cái cảm xúc đó. Wow. Nó nghe nè. Mình đâu có thể nào ưu tiên cho một người. Đúng rồi chị. Phải hai chàng luôn chứ. Rồi, bây giờ được nhớ vậy. Nhớ nha, đứng giữa giữa đừng có để nhìn thấy nhau nha. Rồi, thấy mà. Mời em trai. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn lên đây.
Đằng kia nó từ từ chối nữa. Rồi, đứng vô đây, sát vô. Rồi, đưa cánh tay mình ra. Giờ chàng trai này nắm sao nào? Cho yêu thương, em muốn nắm ở bộ phận nào? Trời đất, cái gì bộ tay thôi. À, tay thôi đúng không? Ok. Rồi, không lẽ người ta nói muốn nắm chân rồi em đứng. Nhưng mà cô bé này biết múa đó, có thể đưa cái chân được lên luôn á. Thiệt. Ê quá. Dạ, tay bạn này thì hơi lạnh. Hơi lạnh. Dạ vâng. Chà, cả hai chàng trai đều nói tay Vân hơi lạnh. Có nguồn điện gì nha. Tay này thì đỡ lạnh hơn tay hồi nãy. Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Dạ thì nó cũng mềm giống hồi nãy. Tay này giống tay đàn ông. Thôi được rồi. Tôi đang cầm tay chú cho tôi nhiều quá bệnh đó nha ơi. Chứ không mê gì đâu có đâu ơi. Thôi được rồi. Không biết tình. Sao chị? Được rồi. Được rồi. Dạ. Nè, nắm đi. Hồi nãy có... Điện giật đó chị. Mở cửa. Mở cửa đúng không? Còn mở cửa nữa. Trái tim. Chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim thôi. Em hãy làm một cái trích đoạn hài gì đó em thấy thú vị. Thôi. Rồi vậy anh Đạt có thể đóng cùng em một trích đoạn nhỏ không? Để được, được chứ, được chứ. Để luôn. Sao? Đây. Anh sẽ mồi cho em. Rồi, em có một cái tình huống rồi. Coi như là em là một người bạn xa đi về gặp anh Đạt tình lình rồi hỏi thăm nhau vậy thôi. Có những câu hỏi nào mà anh cảm thấy nó hơi bị sốc rồi anh hoang mang mà anh coi như là anh coi được khó hiểu mà nó tại rồi. Sao mà mình sốc tao vậy? À coi như là anh đi về hay là em đi về? Ví dụ em ở thành phố. Em mới đi về đúng không? Rồi anh đang ở nhà đi, anh là hàng xóm lú qua hỏi thăm nè. Ui. Ơi, Tùng mới về hả? Ôi mới về nè, trời khỏe không? Khỏe khỏe, ngồi ngồi đi, đứng le qua nhìn mời đàn gái ta hả? Đi ra ngồi đi cha. Đưa giao bộ ra đi. Đứng đây được rồi. Ngồi đi nói chuyện cũng được. Giờ đứng được không? Được. Đứng cho bạn thấy chiều cao của tôi mà. Ừ rồi tôi biết mà. Khỏe không? Khỏe. Ôi vợ con khỏe chứ hả? Khỏe luôn. Ba má khỏe không? Khỏe luôn. Cô gì chú bác khỏe luôn. Khỏe luôn. Ủa sao kỳ sao em khỏe à ta? Sao vậy chứ không lẽ mối mua mày chết. xin lỗi chứ bệnh, sao bệnh nghề nghiệp à? Bệnh nghề nghiệp. Nghề nghiệp gì vậy? Tôi là bác sĩ mà. À, đi ra ngoài đường thấy ai không khỏe hết tôi buồn. Trời ơi, tôi có một bé Yến gần xóm làm nghề điều dưỡng. Ồ vậy hả? Không làm bác sĩ hả? Ừ. Giới thiệu bé vô nhiều khi hai trong một á chị. Nghe nè, hồi nãy nói chơi thôi, gia đình bạn khỏe hết là tôi mừng rồi. Khỏe. Nhưng mà biết tôi làm bác sĩ gì không? Bác sĩ gì ạ? Thú y á. Dạ thôi về hết. Không mà hồi nãy á, anh có nghe là Tùng có thể giả được giọng nhiều người đúng không? Dạ em biết tiếng nói tiếng vùng miền thôi. Vùng rồi, miền rồi. Làm thử vài vùng là miền Trung đi. Miền Trung đi nè. Dạ yeah, em biết nói tiếng Phú Yên nè. Ừ. Rồi chuyển qua dòng Khánh Hòa. Ừ. Đi về Quảng Nam Đà Nẵng. Sống rồi Tiện Huệ, quê của chị. Chà, biết quê tôi Tiện Huệ luôn. À, Thanh Hóa của Choa thì dĩ nhiên là mình biết rồi. Còn đi về Hà Nội thì em cũng biết. Ờ, hay quá trời. Ngon lành ha. Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đấy thì em có đi Nhật 2 năm. Phúc ơi, em có thể giúp giùm anh không? Tại vì mỗi lần anh vô quán ăn Nhật á, người ta hay nói là lát xuống mất xe hoài mà anh không biết đó là ý nghĩa gì. Anh ra anh nhìn chiếc xe anh hoài luôn á, vô là lát xuống mất xe. Cái chỗ đó là đi rất sai mất xe, có nghĩa là kính chào cái khách mời vào á. Lát xuống mất xe. Lát xuống mất xe. Ví dụ bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, anh sẽ đợi cho em. Ai đơn? Em. Bạn nào biết đơn thì đơn. Em biết đơn không? Chuyên ngành chính của em là piano. Còn guitar thì em chỉ gọi là giải trí thôi. Giải trí thì có thể đệm đàn cho bạn hát được không? Tại vì em là người cầu toàn đó, em muốn mọi thứ nó có sự chuẩn bị. Còn cái này nó hơi bất ngờ một xíu. Hơi bất ngờ thì anh đây, anh khoái sự mà bất ngờ lắm. Rồi, hát đi nè. Tôi chơi luôn. Vô. Trời ơi, dạo lại nè. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng
tan biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Thứ Bình Đàn xin kính chào quý vị khán giả thân mến của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Vậy là thấm thoát là chương trình đã phát sóng được 14 tập. 14 tập dĩ chi là Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường đã ghép đôi là 28 cặp đến với nhau. Thành công cũng có nhiều mà thất bại không ít. Hứa Minh Đạt ấn tượng rất là nhiều cặp. Cái cặp mà anh thầy giáo dạy thể dục ở Bình Dương và chị làm y tá ở bệnh viện. Nhưng mà thật ra hai người đó đã kết bạn Facebook với nhau từ lâu mà không biết. Thì thông qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì vô tình được gặp ở ngoài đời, giống như là họ có một cái duyên gì sẵn vậy đó. Hay là ghép đôi cho một cặp anh chàng nhân viên kinh doanh với lại bà mẹ một con, thì chàng trai đó như là con trai nheo nhẽo, nhưng mà họ đến được với nhau bởi vì đó là xuất phát từ tình cảm. Khi mà người con gái hỏi là anh có ngại khi mà thể hiện tình cảm và đến với một người con gái để có một đứa con, thì cái hình thể của họ không được như là một người con gái khi mà chưa có con, thì anh có đục rè không? Thì anh chàng nói thật sự là cái tình cảm đó là tất cả, anh không đục rè đúng không? Cặp đó cũng đến được với nhau trong khoảng thời gian dịch như thế này, nếu mà đứng kể thì không biết gì nào mới xong. Thì mong là dịch sẽ mau qua, chương trình Ghép Đôi Thần Tốc sẽ được tới với phim trường, cũng sẽ ghép đôi những cặp đến với nhau. Thứ Minh Đạt mong là trong khoảng thời gian giãn cách thế này, tất cả quý vị khán giả hãy giữ gìn sức khỏe của mình, thực hiện đúng nội quy 5K và ở yên ở nhà để dịch mau chóng qua. Thì lúc đó thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ được hoạt động bình thường. Tất cả mọi người hãy giữ gìn sức khỏe của mình nha. Quý vị còn nhớ câu chuyện nữ doanh nhân bị mẹ bạn trai thẳng thừng từ chối, nhưng khi phụ huynh đi hẹn hò cùng con cũng chỉ đưa ra những ý kiến khách quan của mình thôi. Hôm nay con trai đưa mẹ đi theo, mẹ nói vậy tài rối thêm á mẹ. Mẹ dạ. Chọn thí dụ giờ cho mẹ chọn ai, mẹ nói đại tiếng một đi nè. Nếu mà chị Tường nói vậy thì tôi cũng nói thật nè. Dạ. Tôi rất yêu hai cô gái này. Dạ. Nhưng mà nếu xét về vấn đề thực tế á thì tôi chọn người gần. Cháu Ca đừng buồn cô nha. Dạ. Không buồn, tại vì cô cũng nói thật là cô đã có một cô con dâu ở xa rồi, hai vợ chồng cực lắm. Cô không có chê Nga gì đâu, không chê, mà cô nói là tiếc, mà rất tiếc là ở ngoài Bắc xa quá. Nếu mà trường hợp mà Nga mà vào được trong thành phố Hồ Chí Minh thì là quá tốt luôn. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Con mời bác trai. Đây là phụ huynh của em bé Tơ à, cái Tường. Nhìn hai người thì tôi cũng biết sao lựa, để cho nào mở màn ra thì để cho mỗi người có mỗi điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. Ca hát nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Chừng nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là con bé Vân đứng đây múa liền. Không kịp á bây giờ. Ờ được rồi, dạ, cảm ơn bác. À, phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý vậy chú? Tía. À Tía, dạ chào Tía. Dạ Tía, hôm nay Tía đi theo coi nãy giờ rồi Tía có suy nghĩ gì sao nè, Tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Úc Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nghe. Dạ, cảm ơn chú. Mời qua tới họ nhà gái nè. Mình là mẹ của bé Trúc, là mình muốn nói á, gia đình đã sắp xếp cho nó một lần rồi. Dạ. Nhưng mà vô tình nó tìm hiểu, nó nói là người đó không nói chuyện được, và nó xin cha mẹ là cho từ chối cuộc tình đó. Rồi thì mình cũng tôn trọng con gái của mình. Rồi bây giờ có chương trình nó lên đây thì cũng mong tất cả mọi thứ đều do con gái mình chọn hết. Như vậy là hôm nay con gái mình cũng có được hai cơ hội để mà suy nghĩ á cô. Dạ. Cầu mong cho nó có suy nghĩ, nó có bạn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Nhà gái bạn đông đúc quá nhỉ. Dạ em là mẹ của bé Chi. Hôm nay chị có mỏi vai mỏi chân gì không chị? Dạ không. Không hả chị? À, nhà mình có đang dư điện dư đồ gì không chị? Dạ không. À, dạ, có bà bé Chi lo hết. Bà bé Chi lo hết. Dạ rồi, vui thôi. Thế nãy giờ chị ngồi dưới thì chị nhận xét như thế nào ạ? Cái chiều cao á thì cái cháu ngồi ngay cái ghế màu đỏ thì cái chiều cao nó sẽ tương xứng hơn. Dạ. Còn nếu như mà nói về tính tình thì mình thật sự là mình đâu có thể nào mà nắm chắc được, biết được nó chính xác như thế nào. Dạ. Thì bây giờ mình nhìn cái bên ngoài trước, phải có thời gian để tìm hiểu. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị nha. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, Minh Đạt với lại khán giả.
Ví dụ vợ chồng nó gian dở, nó nói là nó không có nói kỹ, cô giờ cô nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không, hai vợ chồng có cái gì mà nó đáng đó, mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu anh ở nhà đón con giùm em, rồi là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á, thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải phải biết chia sẻ, mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Chứ tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt, dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tự duyên do con cô chọn đi. Cho đi cối này nè. Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn cơ. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời. Đạp vỗ dưa thấy vỗ dưa cũng sợ đó. Bữa nay khóc thầy mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn ai đi? Dạ. Cô thấy ai cũng ngang nhau giờ biết chọn ai trời. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. Vậy cô chọn chọn ai trời. Trời ơi trời. Cô chọn bạn bạn ghế màu đỏ quá. Chọn bạn ghế màu đỏ thì chị nãy giờ cũng khó nói chứ không. Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh. Đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cô chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc. Rồi rồi, ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Em chỉ biết ôm thôi. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dịu dành hay là có thể chia sẻ với bạn nữa. À, dạ. Rồi nên cô thấy không ổn, cô chọn qua anh màu đỏ, cô cũng sợ con về không đó. Về góc rồi ôm. Rồi cảm ơn cô. Khi theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì mình thấy chương trình vô cùng ý nghĩa và thú vị. Chương trình đã ghép đôi cho rất nhiều cặp đôi phù hợp với nhau. Bên cạnh đó thì hai MC cũng vô cùng duyên dáng và hài hước nữa. Người tham gia đến với chương trình thì họ có thể bày tỏ được quan điểm của mình để cho khán giả cũng giống như là đối phương hiểu được hơn. Mình rất là thích tập của chị Đăng Minh bởi vì mình thấy chị đã thẳng thắn thể hiện cá tính và quan điểm cá nhân của mình rồi. Và trước khi bước vào một mối quan hệ, mình nghĩ nên thẳng thắn chia sẻ quan điểm với nhau để khi quen nhau thì đỡ bị vỡ mộng thôi. Cô xin chúc chương trình ngày càng thành công và tốt đẹp. Ngoài ra còn có nhiều trai xinh gái đẹp nữa nha. Các bạn nên xem thử chương trình một lần. Hy vọng là sắp tới chương trình sẽ phát triển hơn và sẽ ghép đôi cho thật nhiều cặp đôi phù hợp với nhau hơn nữa nhé. Thật vui khi chương trình là cầu nối ghép đôi những trái tim cô đơn trở thành một. Hãy cùng cậu chúc cho họ luôn hạnh phúc bền lâu nhé. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1 Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi tao luôn chị. Em thấy một người trưởng thành hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lò bún bánh. Ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi, nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn nữa. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống đâu là em thấy mây, em thấy mưa, em thấy nắng, em thấy bão gì đó, phải phân định ra. Bấm. Cô gái, ghế màu đỏ. Và anh chàng, và ghế màu xanh. Ôi, trời, hai người quà để dành, dành, quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao, nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi. Mình gì cuối tuần không rảnh rỗi? Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách. Hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích, nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê. Dữ không? Nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi,
Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2 Một cái cảm giác hình như không biết là có phải bạn Yến này hay không. Là quen hả? Quen hả? Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. 1 Lo quá. Chúc mừng đi ơi. Trời ơi. Cho chút cảm xúc của em lúc này coi Yến. Làm chị, em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Thật ra ít phút ở đây, hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Chị hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến rồi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây. Đây hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong đây đó, thì anh cũng mong em rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau. Ôm đi, ôm đi, ôm đi. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Trời ơi. Mời cặp xanh. Món quà về với chính chủ. Chủ động. Vì em rất là thích style công sở giống như anh, cho nên trong này là một chiếc áo sơ mi công sở. Và cái quan niệm tình yêu của em thì cũng chỉ có một người duy nhất, cho nên em chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất thôi. Vì em không muốn người đàn ông của em mặc trùng áo với người khác. Bây giờ làm nắm tay nè. Quyết liệt lên coi. Nắm thích người tay. Chủ động. Một nụ hôn khởi đầu. Mạnh mẽ lên. Thơm đi, thơm đi, thơm đi. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi, nắm tay luôn chứ, nắm tay luôn chứ. Đúng rồi cưng. À, đủ cặp. Đủ mình cặp, mình nhau. Về với nhau. Đây là lần đầu tiên mà ông Mai và bà Mối đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình là ghép đôi được cho hai cặp đôi luôn. Dạ. Tâm trạng rất là hân hoan, rất là vui sướng. Rồi bây giờ đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5 Mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Trời ơi. 4 3 2 Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải một con người nhìn nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vớ, và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Mối bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động. Nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. 1 Bấm. Và chúng ta đã có kết quả. Chúng ta nhìn thấy ghế thì đã có hai cái ghế xanh cùng sáng đèn. Có nghĩa là chúng ta vẫn có một cặp đôi. Xin mời hai bạn tiến lên phía trước. Bây giờ nè, nắm tay bạn gái. Ủa, tôi chưa cho kêu, tôi mới kêu. Ủa, tôi mới kêu nắm tay hà. Lạnh dễ sợ quá trời. Nôn quá hả cưng? Lành quá vậy? Người ta đến với chương trình là hôn má chứ không có hôn tay. Dạ. Ừ, xin đi. Dạ, con xin phép cô cho con hôn bạn Chi. Còn đúng hôn ạ. À, nhưng mà cái này thì cô nói cô chưa đồng ý.
Tại vì cái việc đó nó cũng quan trọng lắm. Tụi con cứ tìm hiểu nhau với nhau như bạn bè đi cái đã. Vậy là hồi nãy nhiều khi cổ cũng không cho mà hung tay luôn. Mẹ lanh nhưng dễ mà sợ luôn quá. Phải không cô? Dạ đúng rồi. Lanh quá. Cô, bác ơi, bác có đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đồng ý nhận con về để con đánh bóc cho bác. Đánh bóc cho bác. Chưa sợ. Hồi nãy mới la là có dị ứng lắm mà bây giờ nói vậy đó cô. Lật kèo liền luôn. Cô có tập thể dục yoga mỗi ngày, chắc điều đó chưa cần tới con đâu. Không mà bây giờ nè, phải có cái gì đó, một món quà đầu tiên chứ. Nãy là em có thể hát một ca khúc nào đó để nói lên tình cảm của mình. Yeah, em xin hát bài Một Tảng Nhỏ. Em thuộc ít rồi. Tảng Nhỏ của bài Lần Cuối. Lần Cuối. Rồi. Rồi Lần Cuối rồi, cho Lần Cuối luôn. Dạ. Rồi xin hát. Và lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi. Tiếng em tới đây thôi, phố mưa cũng đã tạnh rồi. Y như một giấc mơ trôi. Dạ, thôi em đừng yêu cậu làm gì nữa nha Đạt. Bây giờ chỉ có tặng quà thôi. Được rồi. Từ từ xin chúc cho hai em ha sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau, một ngày nào đó xin phép đến nhà để chào bác trai luôn ha.